Giờ ta kể bạn Binance của Binance nha. Thì sáng nay có một thông tin cực kỳ là vui, Thành muốn đưa tới tất cả các bạn Binance của Binance nha. Thì đây nè, thông tin thì rầm rộ sáng nay trên mạng rất là nhiều. Sáng nay buổi gặp mặt vào trao đổi hàng hóa lại Binance với giá đồng thuận là B114.159 đô nè, tại địa chỉ là số là 98 Hồng Đô Nam Từ Liêm Hà Nội nè, gần sân vận động Mỹ Đình nha các bạn. Đây nè, video lại đây này nha các bạn. Trong đó vợ bi của ba miền Bắc Trung Nam đang tiến hành xếp hàng ra để mà trao đổi đồng thuận giá 314.000 đô 159. Tất cả có mặt hàng đủ loại. Xin chào cả nhà. Con muốn mời mày không? Nhiều dữ hả? Đây, buổi gặp mặt rất là đông nha các bạn. Thì Thành cũng gửi lời cảm ơn tất cả các bạn Binance cũng đã cùng đồng hành cùng bi nước bọt bao nhiêu năm qua và đã đồng thuận với mức giá là B114.000 đô. Thì Thành hy vọng rất rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam mình và nước ngoài mình sẽ để ý tới bi và đầu tư vào bi thật nhiều đó, đồng thuận với giá là B114.000 đô để cho cái nâng sự giá trị bi nó cao lên nha các bạn. Các bạn thấy chia sẻ của Thành hay cho Thành một like, một đăng ký kênh nha.